theo có một cái hội thi bánh tét Xuân Mậu Thân Túc năm 2018 tại nhà thiếu nhi huyện Hóc Môn. Mừng Xuân Mậu Túc, mừng Đảng Quang Vinh, thành phố Hồ Chí Minh khát vọng vươn cao. Nếu như cái biểu tượng của người miền Nam là cây mai thì biểu tượng của người miền Bắc là cây đào. Tôi nhớ có một lần nào đó thì trên cái phương tiện thông tin đại chúng có cái bán đấu giá cái cây mai, thì cái cây mai được bán đấu giá và cái người mua đấu giá tài sản của cây mai là 1.200.000, thì đó khoảng chừng năm 2000. Tuy nhiên là tới cây đào thì cái giá họ thấp hơn. Tuy nhiên là với cái tiêu chí là cái thì và các bạn thấy không, hoa rất là nhiều. Tại đây là cái vườn hoa của huyện Hóc Môn. Ở đây có một số cái cây bưởi mà người ta ghép chung với Phật thủ quý vị. Mới nói biểu tượng mai là có mai rồi ha bà. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì tôi cũng có post lên cho quý vị và các bạn một cái số cây hoa giấy thì bây giờ ở đây người ta cũng có nhưng mà người ta chưa có được bung ra. Tuyệt vời không quý vị và các bạn? Tôi nghĩ là tôi cũng không rõ lắm tại vì nhà tôi ở huyện Củ Chi. Tuy nhiên rằng là tôi thấy cái mô hình mà năm nay mà huyện Hóc Môn mà làm được một cái con đường hoa như một cái số đường hoa ở đường Nguyễn Văn Lự ở quận Gò Vấp thì cũng rất là hay. Quý vị và các bạn thấy không? Rất là đẹp. Còn bên kia là bình thường á, cái này á người ta gọi là cái tắc, còn người miền Bắc gọi là cái quốc. Tuy nhiên rằng là tới ngày Tết thì không hiểu sao họ lại gọi là cái hạnh, có nghĩa là hạnh phúc. Quá tuyệt vời. Đây có một cái hình ảnh là con chó bằng cái hai cái anh cẩu bằng. Nếu quý vị và các bạn nhớ về quê hương thì quý vị và các bạn sẽ thấy một cái số cây để mình trưng vào lấy lọc. Đó, toàn bộ là cây hạnh không quý vị? Tết thì ta gọi là cây hạnh. Tôi nhớ có một cái câu chuyện là cái cây hạnh thì trưng ở người ta bán, người ta chưa bán được và xum xuê cành lá. Tuy nhiên là có một cái em đó mới trắng mắt, mới bứt. Thì rõ ràng bứt cái trái hạnh đó đi thì làm gì mất cái giá trị của cái vật đó. Và nó bị phạt một cái số tiền là rất là lớn. Cúc ha, vàng. Và đây là những chậu hoa giấy của mình. Tuyệt vời. Tôi nghĩ cái đoạn đường này chắc độ khoảng là 2 km. Hôm nay thì tôi post lên Facebook thì các bạn nào mà có giả ý muốn đi thì tôi dẫn đi, qua xin số điện thoại thì tôi dẫn đi cho các bạn đi xem. Các bạn thấy không, nếu như những năm trước thì vào những năm trước thì kinh tế chưa phát triển thì người dân vẫn sử dụng cái hình thức là mai, gọi là mai cứ lớn lên thôi. Và mai là 5 năm cắm. Tuy nhiên càng ngày thì cái kỹ thuật càng phát triển cao, cho nên cái biểu tượng mai nó sẽ phát triển nhiều hơn. Bên kia cũng là cái hạnh.
đây thì người ta lại những cái kiên hạnh nó có một cái biểu tượng đẹp hơn. Quý vị thấy không? Nếu mà để tôi quay hết cái đoạn này chắc quý vị và các bạn thấy mệt xỉu luôn. Xa xa lại thấy bóng dáng màu đỏ của cái pháo. Đây là ở đây có những cái đẹp quá quý vị và các bạn. Ở đây có những cái trái dưa mà họ khắc cái hình. Trái dưa họ khắc hình dưa hấu nghệ thuật. Quá tuyệt vời. Dưa hấu nghệ thuật. Quý vị và các bạn thấy không? Vinh hoa phú quý nên hưởng thọ vui lòng an khang. Chủ thu quý vị và các bạn tuyệt quá. Rồi chúng ta sẽ đến một số cái cảnh khác nha. Cái đường hoa này nó song hành ở huyện Hóc Môn. Hồi nãy trên cái đoạn đường mà tôi đi thì tôi có hỏi một cái em này chưng một cái chậu đào, thì tôi bảo em là cái giá một cái chậu đào nó là bao nhiêu, thì em bảo là 1,2 triệu thôi chị. Thì tôi bảo nếu một cái chậu đào mà nó cũng tương đương với chậu mai như thế này thì giá khoảng tầm 1,2 triệu thì người dân của mình cũng có thể là mua để mà chưng vào dịp Tết. Nhưng mà em lại chê rằng là đào này ít nhục lắm. Thì tôi bảo rằng đã vào miền Nam như vậy mà xe nó đi bằng máy bay thì như vậy nó đã cũng đã tương đối là đắt rồi. Mà nếu như trong trường hợp mình muốn chơi hoa thì đó là một cái mà mình cút thôi quý vị. Quá tuyệt vời. Lúc này chắc một số nhà mà dạng villa người ta sẽ trưng. Tôi nghĩ rằng là một số quận huyện cũng nên làm một cái đường hoa để nó có nhiều cái lý do. Đường hoa để hưởng được cái vẻ đẹp thiên nhiên, đồng thời nó cũng có những cái tốt cho người hưởng được cái không khí Tết. Và tôi nghĩ những cái vườn hoa này thì nên đi vào buổi tối thì tốt nhất. Đây thì lại có một số cây hạnh ha quý vị. Đây là một cái sườn cây. Quý vị thấy không? Cái chậu hoa này nếu như trong trường hợp không bán hết thì ngày 30 thì rất là rẻ. Tôi cũng không có mua vì từ đoạn đường này tới nhà cũng khoảng chừng 15 cây số nữa. Thì mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mua ở gần thì cái phương tiện chở nó sẽ dễ hơn. Cho nên là chỉ quay cho quý vị và các bạn xem. Mâm xôi quý vị. Đây, quá tuyệt vời. Tôi không biết ở ngoài Hà Nội như thế nào, nhưng mà ở miền Nam thì những cái tông màu chủ đạo là màu vàng và màu đỏ, là những cái tông màu chủ đạo cho ngày Tết. Người ta chưng là chưng bút đỏ, hoặc là mai thì mai vàng, bút là vàng, hoặc đỏ. Nói chung là cả hai tông màu là màu đỏ. Nha
quý vị và các bạn đây giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái đi một cái vòng cái đường sông Hàm của quốc lộ 22 ở huyện Hóc Môn. Nếu quý vị và các bạn nào muốn xem cái đường nó nằm ở chỗ nào thì hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn xem. Tại vì nay 24 rồi, công việc của tôi thì làm tới 25 nữa là xong. 25 là ngày nghỉ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những trải nghiệm, những cái góc quay, góc nhìn của một người bán chuyên nghiệp giống như tôi. Xin trân trọng cảm ơn.